Trong những ngày mưa đất phương Nam đó quý vị, cái cảm giác đã nhất đó là được ngồi quây quần bên một cái nồi lẩu thơm ngon và tận hưởng cái vị ngon của những món đặc sản quê nhà. Những cái món lẩu đó nó sẽ được dọn lên trên một cái bếp nhỏ nè, rồi để lên trên bàn. Xung quanh là các loại rau cá được nấu liền, ăn liền tại chỗ, tươi nguyên mà nóng hổi nữa. Ăn vô tới đâu là xúc mồ hôi hột liền tới đó, cảm thấy khỏe khoắn vô cùng. Mà nói tới những cái món lẩu của miền Tây thì quá trời là các loại lẩu luôn. Từ món lẩu mắm mặn mòi cho tới lẩu cá kèo nấu lá giang chua thanh ấn tượng, hay là lẩu cù lao mang hoài niệm của những ngày xưa cũ, tới những món lẩu cá như cá ngát nè, cá bông lao nè, vừa thơm lại béo. Mỗi một món lẩu sẽ là một câu chuyện rất riêng về cái vị ngon của đặc sản miền sông nước. Như đã trở thành một thói quen, như một điều dĩ nhiên trong suy nghĩ của nhiều người, quê hương miền Tây luôn là vùng đất hiền hòa với nhiều sản vật ngon lành để nấu lên những món lẩu thơm ngon, nóng hổi mà ai ai cũng mong muốn được về đây để thưởng thức cho thỏa dạ, thỏa lòng. Mà đặc biệt chính là các loài cá ngon đặc sản. Bởi vậy, mở đầu danh sách các món lẩu ngon ở nơi này nhất định phải kể tới các món lẩu cá nghen. Lẩu cá thường được nêm nếm vị chua ngọt để làm kích thích vị giác người ăn và nhúng chung các thứ rau có vị chát hoặc hơi nhân nhẫn là hợp nhất, như bông sô đũa, đọt chọi, bắp chuối, chuối cây, rau nhút, bông súng, thứ nào cũng ngon. Về miền Tây, ghé các quán ăn dọc đường thì giữa nhiều các món kho, món xào, nhất định khách đường xa phải kêu thêm cái lẩu cá với dĩa rau có nhiều loại thì mới chịu. Ăn kèm bún hay cơm đều hợp và ngon. Lẩu có thể nấu bằng cá lóc, cá tra, cá hú, cá kèo, chả cá thác lát. Hay về miền Duyên Hải thì ăn lẩu cá chèo bẻo với bắp chuối, lẩu cá nâu nấu chua với cộng rau bùn bùn đều ngon và hấp dẫn. Khi nồi nước lẩu sôi lên mới coi trút rau vô, trộn đều, tới khi sôi lại lần nữa là cùng nhau ăn được rồi đó. Gấp đũa bún hay bới chén cơm, chan giá nước lẩu, gấp thêm đũa rau, múc cá ra dĩa nước mắm ớt cay cay, dẻ một miếng rồi thưởng thức. Cá thì thơm và ngọt, rau thì tươi và giòn, vị nước lẩu chua ngọt hài hòa và đặc biệt nóng hổi, càng ăn là lại càng thấy bắt. Vị chua chua ngọt ngọt của món lẩu này mà được nấu với thịt ếch hay con lươn đồng, con cua, con tôm càng xanh chắc đuội thì lại làm nên vị ngon chất lượng khác nữa. Lẩu ếch nấu với lá giang, khi ăn sẽ nhúng thêm các loại rau như bắp chuối bào, rau muống, đậu bắp. Đơm bún ra chén, múc nước lẩu, rau và ớt vô chung là thưởng thức. Còn con lươn đồng mập ú thì nấu lẩu chung với bắp chuối, chấm chung nước mắm sả ớt hay muối sả ớt là hợp rơ vô cùng. Còn như sang sang một chút thì nhớ thưởng thức món lẩu cua biển nghen. Miền Tây có con cua Cà Mau là đặc sản trứ danh khắp mọi miền. Đem nấu lẩu chua cũng ngon, mà như kết hợp cùng trái bầu thì sẽ cho ra đời món lẩu cua nấu bầu vừa ngọt ngào, vừa thanh mát vị tự nhiên, khiến người ta hễ ăn một lần là sẽ ấn tượng hoài. Rồi còn món lẩu cua nấu chao nữa chứ. Mới nghe tên thì thấy hơi lạ lạ vậy thôi, chứ món này được nấu đơn giản lắm. Chỉ từ những thứ nguyên liệu quen thuộc như củ khoai môn, hũ chao ngon, mớ rau dường như bông bí, đọt chọi, cải bẹ xanh, rau mùng tơi nhúng ăn chung cho thêm phần thanh mát. Khi thưởng thức món này, ngoài vị ngọt tự nhiên của thịt cua, thực khách sẽ còn bị hấp dẫn bởi cái đậm đà của chao nữa, ngon khó tả bằng lời. Mà đã nhắc tới chao thì cái bụng dạ thèm món ăn ngon sẽ nhớ liền tới món lẩu cá tra nấu chao, cũng độc đáo, không thua gì đâu nghe. Cá tra được phi lê và cắt miếng vừa ăn, rồi đem ướp với sả bầm và chao cho thấm vị. Khi ăn thì gấp từng miếng cá nhúng vô trong nước lẩu nóng hổi, được nấu bằng chao,
và lấy nước ngọt từ xương cá. Miếng cá tra khi vừa chín tới sẽ săn thịt lại, thơm thơm, dai dai. Phần da cá thì béo béo, thích lắm. Còn nước lẩu đậm đà thì nhớ đem chan bún và nhúng rau ăn chung là hợp rơ vô cùng. Mấy bữa mới mần đìa, dở chà xong, có nhiều cá ngon là chủ nhà sẽ biết ý, mần liền món lẩu cá tra nấu chao để thết đãi anh chị em hàng xóm láng giềng đã cùng nhau tới phụ giúp. Tất cả cùng quay quần bên nồi lẩu nóng hổi, được dọn ra giữa cảnh vườn quê mát mẻ. Ta nói cảnh quê gần gũi quen thuộc như vậy thì món đồng quê còn ngon hơn cả sơn hào hải vị chứ hổng giỡn đâu à. Ngoài cua nấu chao, cá tra nấu chao thì vịt nấu chao là món lẩu quen thuộc trong trí nhớ và trong vị giác của bất cứ người miền Tây nào. Món ăn có nước lẩu ngả màu nâu vàng và sóng sánh vị chao, có mấy miếng thịt vịt chặt khéo vừa ăn, thêm khoai môn dẻo thiệt dẻo, dĩa bún tươi, mấy thứ rau dường ăn chung và chén đồ chấm cũng được pha từ chao có độ sền sệt và vị chua ngọt, mặn mặn, hài hòa. Tất cả các nguyên liệu này khi kết hợp cùng nhau đã đem tới cho bữa sum họp gia đình món vịt nấu chao. Tuy chỉ từ nguyên liệu bình dân, gần gũi mà thơm ngon, đậm đà, khó lòng mà cưỡng lại được. Cứ tưởng nấu lẩu là phải nấu từ tôm, cá đồng hay là các loại hải sản thì nó mới ngon. Nhưng mà ở miền Tây, những người nội trợ còn nấu lẩu từ các loại thịt vịt, thịt gà, có cái vị ngon đặc biệt không kém nữa. Thịt vịt nấu lẩu chanh muối, món này lạ miệng lắm luôn á nghe. Còn thịt gà mình đem đi là hầm xả chung với lại củ cải trắng nè, hay là đu đủ hòm hòm, ngọt liệm ngất ngây luôn. Còn không thì mình nấu lẩu chua, nêm thiệt là nhiều lá quế vô cho nó dậy lên cái mùi thơm ấn tượng. Hay là cái nồi lẩu cháo nấu với thịt gà ác nữa, thêm mớ mùng tơi với lại mướp non vô nữa nha. Ta nói nóng hổi vừa thổi vừa ăn, mà sao ăn hoài chưa có thấy ngán nữa đó. Vì chứ vịt chạy đồng ở miền Tây thì có rất nhiều và lúc nào cũng khiến các bà nội trợ yên tâm về chất lượng. Vịt ngoài đem kho, đem nướng, nấu cháo thì nấu lẩu cũng là món ăn quen thuộc trong những bữa sum họp gia đình. Ngoài vịt nấu cháo thì món lẩu vịt nấu chanh muối cũng sẽ đem tới trải nghiệm vị giác vừa ngon lành vừa ấn tượng nữa. Chanh muối có vị mặn đặc trưng, hơi hơi chua nhẹ. Đem bỏ thêm miếng đường rồi dầm nát ra để ướp chung với thịt vịt. Vào những bữa chiều quê trời mát, khi chuyện ruộng rẫy xong xuôi, mấy ông hàng xóm lại rủ nhau ngồi lại bên cái lẩu vịt chanh muối đậm đà, lạ miệng. Vừa gấp bún, vừa nhúng rau, vừa gấp thịt, vừa thổi thổi cho bớt nóng rồi ăn ngon lành. Vừa ăn lại vừa hỏi han nhau về chuyện mùa vụ sắp tới. Đời nhà nông trôi qua tuy cơ cực nhưng mà bình yên như vậy đó. Ngoài lẩu vịt thì lẩu gà với công thức nấu nướng và cách kết hợp nguyên liệu đặc biệt cũng sẽ đem tới vị ngon rất riêng cho ngày sum họp gia đình nữa đó. Lẩu gà nấu lá quế chua chua cay cay, khi ăn nhúng thêm chuối cây và thiệt nhiều rau quế là đúng bài luôn. Nước lẩu này được tạo chua bằng trái chanh, trái hạnh hay cơm mẻ tùy theo ý thích của từng nhà. Còn gà thì tất nhiên phải là gà thả vườn mới ngon, thịt chắc, ngọt và thơm. Còn như bữa nào muốn vị lẩu gà cho nồng ấm một chút xíu thì nhớ mần món lẩu gà tiềm ớt hiểm cay cay, hít hà. Hay món lẩu gà hầm sả, thơm thơm cái bụng dạ ngen. Món gà hầm sả được nấu với củ cải trắng hay trái đu đủ hòm đều hợp lắm. Nước lẩu sẽ được hầm kỹ từ sả cây cho dậy mùi nồng ấm. Sau đó mới trút vô nấu chung với thịt gà, tới khi mềm thì dọn lên thưởng thức. Món lẩu gà hầm sả khi ăn sẽ cảm nhận rất rõ vị sả rất ấm bụng, thơm nồng,
và vị ngọt tự nhiên của thịt gà, hòa chung cái ngọt thanh tao của các thứ rau nhúng ăn kèm. Ta nói trời mưa mưa mà dọn lên món lẩu này thì hao đủ thứ. Hao thịt gà, hao rau, hao bún, hao luôn cả nước lẩu nữa đó. Ở miền Tây còn có kiểu lẩu nữa cũng rất đặc biệt, kêu là lẩu cháo. Ủa sao vừa cháo lại còn vừa lẩu nữa? Là sao ta? Món này thiệt ra là cháo, nhưng khi nấu thì gạo sẽ được rang vàng và nấu lỏng hơn bình thường. Sau đó dọn lên cái bếp nhỏ và được nhúng rau ăn kiểu như ăn lẩu vậy đó. Có thể kể tới như là món lẩu cháo cá lóc nhúng rau đắng đặc sản trứ danh ở xứ này. Món này thường được nấu trong phạm vi gia đình hay ở các quán ăn dọc đường cũng luôn có sẵn trong thực đơn để sẵn sàng phục vụ khách đường xa ghé lại mà ăn cho no nê cái đắng ngọt hài hòa của quê hương hai mùa mưa nắng. Rồi còn lẩu cháo cá kèo nữa nè, hay lẩu cháo gà ác thì bổ dưỡng khỏi chê vô đâu được. Con gà ác nhỏ nhỏ, thịt đen nhưng mà thơm và ngọt, đem nấu lẩu cháo và nhúng chung trái mướp non, mấy thứ rau dường là mùi vị lại càng thăng hoa hơn, ngọt ngào hơn, thanh mát hơn, bổ dưỡng hơn. Nhắc tới nhiều món lẩu rồi mà không kể tới món lẩu mắm, đặc sản trứ danh của miền sông nước thì đúng là một thiếu sót lớn. Lẩu mắm có thể nấu với đa dạng các loại tôm, cá, lươn, ớt, gì cũng hợp. Và đặc biệt là phải có thiệt nhiều rau thì mới ngon và mới đúng điệu. Lẩu mắm ăn với bông súng là món ngon trứ danh của quê hương Đồng Tháp. Còn lẩu mắm nhúng với hẹ nước lại là hương vị khó quên của xứ Mộc Hóa, Kiến Tường vào mùa nước nổi tràn đồng. Hay về xứ Bạc Liêu, Sóc Trăng thì thực khách sẽ thấy ghiền tới mê mẩn khi được thưởng thức món lẩu mắm nhúng với cộng năng, ăn vừa giòn vừa ngọt lại xốp xốp rất lạ miệng. Mà phải công nhận rằng món lẩu mắm miền Tây nó như một món ăn chở trọn cả miền quê sông nước vậy đó. Trong nồi lẩu có cá, có tôm, có rau, có trái, có vị mắm mặn mòi, có nước lẩu màu nâu sóng sánh như màu nước Phù Sa, có cái ấm nóng đậm đà như cái tình người phương Nam, dù sao dời giật đổi thì vẫn cứ thiệt thà, chất phác và hào sản. Nếu mà bạn được người miền Tây mời về nhà chơi đó, thì trong bữa cơm, ngoài những cái món ăn đặc sản ra, nhất định phải có một món lẩu. Mà món lẩu á, được dọn lên trên giữa bàn nè, rồi xung quanh là có rau, có bún, có nước chấm, có tôm, cá. Mà rau là phải nhiều loại rau mới ngon nha. Rau ăn lẩu thì thường là những loại rau được hái ở trong vườn nhà hay là chạy dèo ra chợ quê mua một cái là có liền hà. Món lẩu nhà quê đó khi mà mình dọn lên nha, nước lẩu sôi ở trên bàn rồi mình gắp bún bỏ vô trong chén nè, chan giá nước lẩu bỏ vô trong nữa, ăn kèm chung với tôm, với cá, với rau nữa. Ta nói món lẩu nóng hổi vừa thơm lại vừa ngọt nữa. Ăn một bữa lẩu miền Tây là nhớ hoài miền Tây luôn đó.